Đàn anh của Hyundai Santa Fe giá ngon, an toàn ngang xe sang, sắp về Việt Nam. Hyundai Palisade được xem là đàn anh của Santa Fe, vừa được đánh giá 5 sao về độ an toàn. Mẫu xe này được cho là sắp có mặt tại thị trường Việt Nam với giá bán hấp dẫn. Trong phân khúc SUV 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi, yếu tố an toàn được cân nhắc khá kỹ khi phần lớn chủ xe dạng này mua xe để gia đình đông người sử dụng. Kích thước của SUV cỡ lớn đã giúp chúng an toàn hơn đáng kể so với các hạng mục xe còn lại, nhưng không vì thế mà các hãng xe không chăm chút hạng mục này, thậm chí ngược lại, nếu muốn đánh bật các đối thủ trong cuộc đua vũ trang mang tên công nghệ an toàn. Tính riêng trong phân khúc này có 6 mẫu xe khác đời 2020, cũng chạm ngưỡng trên bao gồm Cadillac XT6, Ford Explorer, GMC Acadia, Toyota Highlander, Volvo XC90 và đồng hương chung khung gầm Kia Telluride. Trước đó, cả Palisade và Telluride đều đạt chuẩn Top Safety Pick của IHS, nhưng không chạm được ngưỡng cao nhất là Top Safety Pick vì không trang bị đèn pha thông minh. Bù lại, khả năng bảo vệ người dùng khỏi va chạm trước và ngang hông đều đạt chuẩn cao nhất. Công nghệ hỗ trợ phòng chống va chạm cũng nằm trong nhóm nhỏ 21 xe trên toàn thị trường đạt ngưỡng 5 sao. Như vậy, gần như toàn bộ đội hình xe Hyundai mới nằm trong top những mẫu xe an toàn nhất thị trường. Tương tự là thương hiệu con của họ là Kia, minh chứng cho chất lượng xe Hàn ngày một đi lên trong thập kỷ vừa qua. Một số nguồn tin trong nước hé lộ rằng TCMoto sắp mở bán Hyundai Palisade tại Việt Nam. Nhiều khả năng mẫu xe này được lắp ráp tại Ninh Bình và sẽ có giá bán hấp dẫn hơn so với đối thủ Ford Explorer. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.